Rồi, hello cả nhà. Mình đang cùng một bạn trên cao tốc Long Thành Dầu Dây. Thì mình đang đi làm một lý do. Tại vì bạn này mình đang dẫn cho bạn ấy chạy nhanh, chậm kèm, cẩn thận. Ở đó người ta làm được ha. Người ta làm được. Ok, rồi em đập cái nhẹ chút xíu để cho qua cổng. Nói chung là mình chạy nhanh thì mình đi làn một, mình chạy chậm thì mình vô làn trong, vậy thôi. Hiện tại bây giờ mình vẫn đang cho học viên là đi đạp tốc độ cao. Thì bạn này cũng bỏ lâu năm rồi, cũng mấy năm không lái à, mấy năm không lái đây à. Lúc đầu thì lên xe thì còn rung lắm, sau này lên đây giờ đạp ga không à, nhiều khi kêu giảm mà chưa dám giảm, chưa giảm luôn đó mọi người. Rồi 60 nha em. Rồi mua thắng. Rồi đi đều. Đây đường đang làm ha. Cao tốc này đang làm đường bữa giờ mấy bạn. Rồi thì thường nó đang làm đường thì lúc nào nó cũng coi kẹt ha. Kẹt thì vẫn đi được. Nhớ coi cái tốc độ của mình trên hát kính nha. Các bạn hỏi hát kính mình mua đâu ha, mình mua trên Lazada hoặc là mấy Shopee này nọ các bạn có nha. Các bạn có 400 mấy 500 gì đó M7. Mình câu vô trực tiếp vô cái USB nha, chứ mình không có câu vô cổng HDD các bạn. Hoa nha các bạn ha, mình câu vô cái USB xài GPS. Rồi đạp ga lên đi. Nhẹ 60 thôi. Thì nào hết các bạn đó mình đi. Tại vì hiện tại mình đang làm đường, người ta giảm lại mình đi theo lực thôi. Đúng không? Còn ông nào dí thì kệ ổng, ông muốn giảm lại chút. Bữa giờ mới đi được trên cao tốc các bạn. Bữa giờ kẹt trên cao tốc nhiều, mình đi phà. Mình đi phà để đi lên Vũng Tàu. Thì nói chung là cuối tuần thì nó bị kẹt thôi. Nay đầu tuần thì nó cũng không có kẹt mấy, nó hơi đông rồi. À, nhìn các bạn à, nó đông cũng đông như thường. À, ok. Rồi. Thì đa số những cái chuyến mà mỗi chúng ta lái đường dài thì các bạn lựa chọn tàu ở Vũng Tàu không? Các bạn biết lý do là sao không? Đi trong ngày về. Thứ hai, những cái quãng đường mình đi nó thật sự là dòng hết. Các bạn hỏi là mình đi được đâu, đi đâu, đi đâu. À, sáng đi chiều về. Nó nhiều thứ lắm. Đường đông, đường chợ, gầm cầu, bón kẹt xuống dưới hầm, Mai Chí Thọ. Rồi Mai Chí Thọ vô cao tốc. Cao tốc xong qua quốc lộ 51. Quốc lộ 51 mình sẽ đi ra dòng biển, leo đèo. Có leo núi nữa nha mọi người ơi. Rồi xong đi hết cái dòng biển luôn, rồi xong mình đi vô khu dân cư, sân bay trực thăng miền Nam này nọ, khu 34 thấy không? Đó sân khu dân cư. Đó, rồi mình có thể về làng bè Long Sơn này nọ. Đó, nhiều kiểu lắm, nhiều thứ lắm. Cho các bạn đi trong nghề về. Còn các bạn nào đã đi với mình rồi, thích bổ túc thêm đường đèo dốc nữa thì chỉ có Đà Lạt. Thì Đà Lạt nữa chắc cuối tuần này hoặc đầu của tuần sau là mình sẽ đi Đà Lạt nhiều. À, các bạn nhớ đón xem nha, Đà Lạt nhiều lắm á. Và nếu mà trong tuần mình đi sẽ đi đường truyền thống là quốc lộ 20, cao tốc Long Thành Dầu Dây quốc lộ 20. Còn nếu mà cuối tuần thì mình sẽ đi những cái đoạn đường là cao tốc Phan Thiết, quốc lộ 28 hoặc là 28B, hoặc nhiều cái cung đường để các bạn lên lắm. Thì các bạn vô đón xem cái video clip của mình có hướng dẫn 28B và 28. 28B thì đường Đại Ninh, đèo Đại Ninh, còn 28 đèo Gia Bắc các bạn. Thì mỗi cung đường nó có một cái điểm nhấn riêng. Thì các bạn vô coi tham khảo thêm. Thì đi mà đường đẹp thì chỉ có đèo Gia Bắc thôi, hơi xa hơn cái đèo Đại Ninh. Rồi em đập ga lên. Ok mọi người, theo chân mình nha. Thì bạn này lần đầu tiên mới đi trên cao tốc, hồi nãy thì đi từ vị trí của mình thì bạn ấy đi cũng còn run lắm, thanh quản cũng bị ghè giờ bớt rồi. Nhiều khi mình nói chuyện á cho bạn đỡ biết tâm lý, nhất là mấy bạn tâm lý lên xe run không, sơ ý một cái chút xíu là sai chút xíu là quán liền. Mình nhiều khi mình nói chuyện liên tục để cho các bạn đỡ tâm lý, hỏi chuyện, bắt chuyện, đó là một trong những cái giáo án của mình, chứ không phải là
nếu như bạn đi học thì bất cứ vậy vô một thầy cô thì gì đó điểm ke căng thẳng quá là các bạn không giờ học được, đúng không? Thầy chỉ mở miệng hay là bắt chuyện gần gũi hơn thì học viên sẽ lái tốt hơn. Rồi em có thể chuyển làn nếu em thấy đúng rồi. Nhớ là khi chuyển làn đi tiếp thì em phải quan sát, em muốn chuyển vô trong thì em phải quan sát kiến trước, rồi thấy an toàn không có xe nằm phía sau thì em mới mở xi nhan rồi quan sát lại rồi mới chuyển vô là đẹp đẹp nhất nha, chứ không phải mở xi nhan xong rồi đi vô liền đâu. Phải quan sát kỹ, quan sát định hướng và xử lý. Thì trên cao tốc đi dễ các bạn, đi theo tốc độ cho phép thôi, dưới tốc độ cho phép. Rồi cái ở trong là làn khẩn cấp thì các bạn đừng có vô, khi thực sự cần thiết thì các bạn mới vô. Như là bể bánh xe nè, khẩn cấp người ta gọi là khẩn cấp á, xe gặp sự cố, xe chạy không chạy nổi này nọ, hoặc là bể bánh nè, rồi thôi là có cái gì nó cần thiết quá. Chứ thứ hai nữa là khi chở người cấp cứu, chở người tai nạn, các bạn đi chở người ta tai nạn thì các bạn vô trong đó các bạn nhớ phải quay clip lại để làm bằng chứng để các bạn sẽ có bị phạt nguội thì xóa án đó, xóa cái mức phạt đó. Rồi thì đến đây thì cao tốc Long Thành thì mình đến đây là mình sẽ có lối ra là quốc lộ 51. Thì quốc lộ 51 hướng về Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu, thành phố biển. Còn các bạn đi thẳng nữa thì các bạn đi lên nữa thì các bạn sẽ mở xi nhan phải thêm vô sát trong luôn. Bây giờ hết làn khẩn cấp rồi ha, đó giống như xe khách đó. Chứ em mà không đi vô là em phải đi tuốt trên kia, là em đi xa lắm, em đi đến cao tốc Long Thành rồi Phan Thiết luôn, thấy không? Em vô trong nè, đường ở trong trống không đi, rồi kè kè với mấy anh xe khách rồi. Rồi, ok mọi người. Thì các bạn ra ngoài quốc lộ 51 thì tốc độ thì ngoài khu dân cư nha mọi người. Ngoài khu dân cư có giải phân cách cứng, xe ô tô con mình được 90 maximum. Còn nếu mà xe tải, xe công này nọ là chỉ có 80 thôi nha, thì tùy theo hạng xe. Các bạn hỏi là thầy vừa ra ngoài hết cao tốc là quốc lộ 51 đi được bao nhiêu? Không, em đi thẳng luôn, đi taxi nha. Đúng rồi, em quẹo phải tiếp á, em nhìn cái bảng kìa, mấy mốt là phải nhìn cái bảng nè, bảng xanh xanh trắng trắng á, bạn hướng dẫn mình đó thấy không? Đó Vũng Tàu quẹo đâu, có phải quẹo phải không? Quẹo phải em đi trong đây khỏi cần giao kia làm gì, mở xi nhan luôn, rồi em giảm chân ga lại, mới mà cái vô cua hay đạp ga lắm nha, chút xíu cho lên núi đạp nè, rồi quan sát bên trái, thả lỏng cái tay ga, đúng rồi, rồi em đạp ga nhẹ. Đạp ga nhẹ đều đi đó, khúc đạp không chịu đạp ga. Rồi, em mở xi nhan trái, chuyển vô làn giữa mình đi. Quan sát, ok, rồi đi tiếp. Tắt xi nhan. Ở đây trên đây thì các bạn đi được sẽ ba làn đường. Ba làn đường. Làn 1, làn 2, mình đang đi làn 2 và làn thứ 3 là ở trong. Thì các bạn lưu ý khi các bạn đi trên quốc lộ 51 này hướng ra Vũng Tàu thì các bạn lưu ý với mình giảm lại. Giảm lại, gà thắng lại, quan sát sao trái phải, chỗ nào trống, không chỗ nào trống thì đi tiếp, còn trống thì mình chuyển làn mình đi ha. Rồi nếu mà các bạn đi làn 1 thì các bạn sẽ gặp trường hợp là khi đến đèn xanh đèn đỏ, đèn hai màu là sao, là đèn nó có hai đèn, là đèn vừa đỏ vừa xanh, là sẽ có một cái lối rẽ để các bạn tuyệt đối không đi trên cái lối để quay đầu về trái của người ta mà các bạn đi thẳng. Các bạn phải chủ động chuyển vô làn trong để đi thẳng, hoặc là vô làn thứ ba để các bạn đi thẳng. Các bạn lưu ý, còn khi mà đèn một màu cùng dây, hoặc ở dưới làn số 1 nó có mũi tên đi thẳng và quẹo trái, thì các bạn vẫn được phép đi trên làn đỏ để đi thẳng. Còn các bạn thấy anh em người ta đi sao, người ta đi mà cứ đè cái mũi tên quẹo trái, người ta đi thẳng hoài kệ người ta, không quan tâm, mình quan tâm theo đúng lực mình đi cho nó quen để sau này không bị mất bánh mì. Không? Còn cái làn ở trong cùng là xe máy rồi, các bạn đừng có tranh giành với xe máy của người ta, xe máy đường nhỏ rồi. Các bạn, tôi thấy các bạn cứ vô trong đó hoài, không? Mà tôi cũng thích rồi, và tôi cũng thích đâu làm được với bạn đâu, khuyên mấy bạn thôi. Ở đây là lực lượng ít,
người ta chú trọng là trên quốc lộ 51 này ta đang chú trọng là về phần tốc độ. Quốc lộ 51 này các bạn lưu ý nha, giảm là đi em. Thấy đuôi đỏ trước là mình giảm rồi. Quốc lộ 51 này các bạn cần lưu ý những gì khi trên quốc lộ 51 này, nhất đối với những bạn mới là các bạn sẽ bị che khuất bởi tầm nhìn của xe bên phải, là xe công này che mất cái đèn đi. Thì các bạn vô tình các bạn sẽ gọi là vượt đèn đỏ, đèn vàng, các bạn sẽ bị lụm liền ở trên quốc lộ 51 này. Các bạn lưu ý giùm mình nha. Ở trên đây chủ yếu là về phần tốc độ và vượt đèn. Thì vượt đèn các bạn không phải là cố tình cố ý mà các bạn bị che khuất tầm nhìn. Thì để đối phó được cái che khuất tầm nhìn này thì các bạn cứ chạy chậm chậm lại để cho xe người ta đi qua đi, rồi các bạn mới thấy đèn các bạn mới đi. Chứ không phải là các bạn thấy đu xe theo người ta, đu theo người ta hoài. Thì các bạn vô tình sẽ vượt đèn đỏ, vậy thôi. Đúng không? Cái gì cũng vậy, không cần gấp, ai bóp kèn gãi sao. Mình phải quan sát được cái đèn của mình đi, rồi mình đi. Đó, vô em chạy lên nè, giờ nè em thấy được cái đèn là ok, mình là đèn phía bên tay phải nha. Đúng không? Đèn đi thẳng đó. Đó. Chứ không phải là cái che, các bạn cứ bên hông, cặp hông, cái thấy xe người ta chạy, nó vô xe công nó đi. Đó, thấy không? Nó còn 2-3 giây đúng không? Đó, nó đi được. Thấy chưa? Nhưng mà đèn này nó hơi bị hư rồi, đập ra đi. Đập ra nhẹ đi, nó không còn dây nữa. Chút xíu nó nhảy chạy vô, chạy đến nó nhảy qua đèn vàng nè, mới đau nè. Rồi đi tiếp. Nó vô còn 2-3 giây xe công nó đi. Cái mình nó sao thấy ở nó đi được, cái mình đi bắt chước đi theo, rồi mình cuối cùng là vượt đèn vàng đèn đỏ. Cam ở sau nó lụm nữa. Rồi em có thể chuyển làn vô trong. Đâu phải nhất thiết là tôi đi bắt buộc tôi phải đi làn 1. Tôi đi làn 2, làn 3 nhưng mà tôi về số 1. Được không? Ok không? Đó những điều cần lưu ý. Thì thứ hai nữa là các bạn đi, đặc biệt là đi bên hông những anh công, lúc nào cũng vậy, có chiều hướng các bạn để ý đi. Mấy bạn mới là có chiều hướng là tự nhiên cái đính đi ngang với ảnh là tự nhiên cái ta lái nó muốn bẻ qua bên đó. Nó ngộ lắm. Và khi đặc biệt nữa trên làn thứ ba này các bạn sẽ bị đối phó bởi gì? Bởi xe máy. Thì các bạn nhớ phải nhường cho xe máy hoặc là bóp còi cho xe máy vô. Chừng nào xe máy vô thì mình mới đi. Các bạn đừng có chen lớn rồi các bạn né. Né nhiều khi anh công cái bên nó đẩy cái là lát hết. Từ nè lát đồng tiền nè, thấy không? Rồi lát gì khô bò nè, nó tùm lum hết. Đừng để cho lát nó được. Đó để ý, không? Đọc tình huống của xe máy luôn. Có xe đậu trong thì xe máy sẽ lú ra vậy thôi. Có đâu. Quan đi học là phải đọc thêm cái tình huống của xe trước. Rồi, đụng rồi, đạp ga. Có xe nó lên nó sẽ tấp vô thì mình sẽ giảm ga để mình nhường. Mới thì các bạn còn mới mẻ lắm. Thì lên đây mình sẽ chỉ cho bạn, bổ túc cho bạn nâng cao. Riêng đặc biệt với tôi nâng cao nó hơi bạo lực. Thiệt, tôi hơi bạo lực nha, các bạn phải theo kịp. Mà các bạn đã theo kịp thì các bạn sẽ lái tốt. Thấy không? Bạn lái tốt thôi. Chứ tôi lên đây mà tôi chạy, các bạn mà chạy cứ 60 là tôi không thích. Nhất ha, 60 là 50 này nọ là chỉ có trong trường là mới tập lái thôi. Các bạn giờ có giấy phép lái xe rồi, phải tự tin. Cho các bạn xử lý các tình huống tốc độ cao chút xíu, giống như lạng lách đánh võng, giống như bên kia kìa, thấy không? Nhận đi ha. Để tôi học ra thầy tàu mấy khóa thì tôi mới đu theo được kịp. Giờ tôi núp gió. Đụng rồi. Bóp không vô thấu. Bóp nữa. Đó nên ta vô. Kể anh ta. Ví dụ người ta điếc sao? Người ta thấy đường, người ta lái được. Nhưng mà ta điếc, ta vẫn lái xe được nha. Miễn sao ta thấy đường thôi. Nhiều khi thầy bị, hồi xưa thầy lái xe, thầy chở khách đi vậy, bóp càng hoài không vô đó. Rồi ông này giờ đại bác bắn, ông không nghe nữa đâu. Mà lấy qua, lấy ra ông thấy xe mình ông mới tấp vô. Đây, người ta bị điếc nhưng mà ta vẫn thấy đường ta chạy. Còn người ta mù là chạy không được. Rồi em đập ngang qua chứ không chừng chờ. Đúng mà đừng cái cặp hông nó đi hoài. Rơi vào điểm mù nó là nguy hiểm. Đó. Đó tôi đâu cần đi làn 1, làn 2. Lúc nào phải làn 1, làn 2 đâu. Tôi đi làn 3 nhưng mà tôi về nhất được không? Bóp càng cái nữa, đừng có né.
đó, cũng mới mới nói xong em phải bóp kèn cho người ta vô. Em muốn né là em phải ngó phía sau, ngó kiến hậu sau, không có xe em mới nghiêng nhẹ qua đó, kỹ thuật như vậy đó các bạn. Chứ không phải là các bạn giống như xe máy là các bạn lạng qua lạng đâu nha, cầu đi tiếp. Các bạn lạng đó kiểu đó là mệt lắm á, giống như lạng khô bò đó. Rồi nhìn vô khuôn mặt của người xe máy băng qua đường, người ta thấy mình 90% an toàn, ok chưa? Rồi tiếp tục, thấy không, mình đi làn thứ ba nó trống trơn luôn, không đi chen đồi qua làn số 1, lúc nào cũng tôi là số 1, có đâu. Tôi làn số 3 nhưng mà tôi về số 1, được chưa? Thường thường là mấy anh hoa mai này nọ toàn thắng là đi làn này không. Rồi đạp ga chút xíu ông lên chửi mình nè, lẽ đi tao đi cứ khách. Tiếp tục, ở đây có bảng báo là 70 nha, em cứ đi bình thường. Hồi xưa nó để là có bảng giảm 50 luôn á, bắn tốc độ hoài luôn á, giờ tay xịt sơn đen thui rồi. Rồi bảng 70 đây bạn ha, bên đây nè. Rồi em giảm lại cho xe hoa mai nó vô, thấy chưa, phải đọc tình huống của người ta. Rồi đố các bạn bảng này là bảng gì nha, bảng này có trong sách vở không nè, có không, có trong sách vở không, chỉ mình nha. Bảng đen thui, giảm thu phí này lúc mà mới ngưng á, nó nhiều tai tiếng. Tai tiếng không phải là do chạm quý mà do lực lượng bắn tốc độ 50 sao người ta chạy. Có nhiều bạn vô chửi mình, nói trời ơi thiệt á, nhiều khi các bạn mai mốt các bạn ôm xe đi, các bạn thấy cái cảnh mà đi xe ô tô mà các bạn đi 50 nó dễ gây buồn ngủ lắm các bạn ơi. Tốc độ 50 của xe ô tô là giống như là gồ bò luôn á, chứ không phải giống xe máy đâu. Nên các bạn sau này các bạn ôm xe đi các bạn sẽ hiểu. Nên là nhiều khi ta bức xúc á, ta mới xịt cái sơn đen đó, thấy không? Rồi, thôi, mình sẽ xin kết thúc video clip này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn có những trải nghiệm lái xe an toàn hơn. Mọi người yêu quý mến mình, thì các bạn nhớ cho mình một like, một lượt đăng ký kênh, bật chuông thông báo để đón xem những phần video clip tiếp theo. Thì các bạn thấy mà nhắn tin mình không trả lời thì các bạn đừng buồn, các bạn cứ gọi điện cho mình nha. Tại vì lúc nào mình cũng dạy kèm cho các bạn cả, nên mình không thể nào mà ngồi bấm mọi xin nhanh trái chị. Rồi em chuyển qua, lý do có xe ba gác đúng không? Rồi đó, rồi đập ga lên, thấy chưa, mình quan sát là xe ba gác đi đó, mình muốn đi ra thì mình phải ngó trước xong mở xi nhan mình chuyển qua. Đó là những cái kỹ năng là mình hướng dẫn cho các bạn, và đặc biệt nữa gia tốc cao và xử lý các tình huống hơi nguy hiểm chút xíu, nhưng mà nó sẽ góp phần cho các bạn lái xe tốt hơn, an toàn hơn. Phương châm của mình là học để biết lái, là học để ôm xe chạy luôn, thấy không? Cái ông nào mà yếu kiếm thầy nòn sẽ làm cho cứng rồi xong mới làm cho lụa lại, cho xìu ổ lõm, cho lụa lại. Rồi ta lấy lụa nha mọi người. Rồi mọi người nhớ cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh nha, đón xem, bật chuông thông báo để đón xem những phần video tiếp theo. Đăng ký kênh miễn phí nha mọi người. Rồi ok, thôi mình sẽ kèm cho các bạn nhé. Bạn này giảm lại đi em, giảm lại. Đúng rồi, bỏ đèn. Rồi buông thắng ra nhẹ. Đúng rồi, bỏ đèn đi, đừng có đu. Mấy cái đèn này nó đu là tiêu nha. Cẩn thận nha mọi người ơi, thấy không? Chưa có kinh nghiệm thì đừng bao giờ đu đèn nha. Đèn một màu nè là mình được đi phép đi thẳng trên đây nè các bạn, thấy không? Rõ ràng không? Đó, vậy thôi. Rồi ở đây thì các bạn lưu ý nha, điểm giao nhau không, các bạn để bốn cái biển này chùm với nhau. Rồi em từ từ quan sát hai bên, rồi mình sẽ đi đều chung luôn thì xe gắn máy sẽ không băng qua, còn nếu mà mình giữ khoảng cách xa nhiều quá là xe gắn máy sẽ cắt đầu liền. Rồi em coi bên trái trống không, rồi sao nữa. Em bẻ vô sâu quá đúng không? Em bẻ vừa thôi, bóp kèn nó nè. Đó. Nó bự quá, nó không vô luôn, nó ghét nó chạy vậy đó làm sao? Đúng không? Mình chưa qua được đâu nha. Tại vì bên kia sợ nó băng qua đường á, nó cắt ngang qua lại tới công chuyện. Rồi em đập ga lên. Đó, đúng rồi. Sợ là bên đây băng qua nè mọi người. Bé
bé này đậu cũng hay thiệt chứ. Rồi đạp ga lên, bé nhỏ đậu là giữa đường chứ ai mà đậu ngay chỗ lú đầu ga. Coi chừng có xe nó băng qua. Rồi đạp ga lên đi. Đâu vậy? Rồi em chuyển phải, nhớ quan sát là thả lỏng cái tay ra, không gồng, gồng nó sẽ bẻ qua bên kia nha. Em chuyển vô trong luôn đi. Rồi ra thẳng lại đi. Không có chuyển nhấp như vậy, một là chuyển qua luôn, hai không có nhấp. Rồi em đi lên chút xíu, em nhấp là người ta đã tới nơi rồi, đúng không? Là em gà thắng lại là người ta đã dưới sau là ta tới nơi, đúng không? Ok, rồi đây là mắt thần nha các bạn, đây là mắt thần trên quốc lộ 51 đây nè, không? Mắt thần đó, các bạn đi che mà mấy xe này che phút cái đèn, không? Ví dụ đây là che phút đèn đó, các bạn không thấy đèn ở trong là coi chừng nha, người ta gọi là mắt thần, thì lúc lên đây là các bạn sẽ bị lụm. Nếu mà vượt đèn đỏ, đèn vàng. Rồi, ở trên đây mình sẽ chỉ cho bạn những cái mắt thần ở khúc nào. Ở khúc trên gần bột ngọt Vidan nha các bạn. Gần bột ngọt Vidan. Các bạn để ý cái mắt thần đó. Nhiều anh em đã bị mắt thần đó quan sát. Rồi, cực kỳ nguy hiểm nha. Nếu mà các bạn mà cái chạy mà cứ cắm đầu mà chạy mà không để ý cái mắt thần nó là tiêu nha. Nên tại sao mình thường hay cho các bạn đi vô làng trong cùng để các bạn quan sát. Đó, thí dụ nè, em cứ chậm lại đi. À, thí dụ đây xe lớn chạy phải không? Nó còn 3 giây đi. Đó, giống như xe đó nó chạy lên đúng không? Đó, thấy không? Nó 3 giây chạy. Thì ông cái bên ông thấy, ông bị che phút tầm nhìn, ông đi. Đây, mắt thần. Thấy không? Đây, mắt thần. Đây chưa? Ở đây là nhiều anh em đã bị dính rồi. Nên cái vụ xe đó hồi nãy nó còn 3 giây người ta đi là ta hợp lý. Mà xe đó nhỏ đó, xe cỡ này thôi là thấy cảnh rồi. Người ta hợp lý là người ta còn 3 giây, người ta bánh trước, người ta cán cái vạch trắng là ok rồi. Công cái bên hông rồi đu theo, thấy người ta chạy ngon lành lắm, đu đu theo cái vô tình phía sau thành gọi là vượt đèn. Thì ở đây mắt thần. Đó mắt thần. Đó ngày biển báo các bạn lên thấy không? Rồi các bạn sao thoát được bên kia à, đừng có hấp tấp quá ha. Còn cái tật hấp tấp giống như xe máy là không được nha. Rồi đi đi. Có cái trường hợp là canh đèn đi cũng vậy á. Thì đến đó còn mấy giây nữa nó nhảy qua đèn xanh đúng không? Cuối cùng nó không nhảy đèn xanh, nó vẫn còn đèn đỏ. Cuối cùng vượt đèn đỏ bị hoài luôn. Rồi bóp kẹt. Rồi em nghi nhẹ qua bên trái chút xíu, tại ba gác nó sẽ lấn ra. Rồi em ngó trái có xe không? Không thì mình chuyển qua. Đó, thấy chưa? Rồi đi. Ở trên rồi, thấy không? Rồi taxi nha. Đó, bạn nào mà vượt đèn đỏ đi giống hồi nãy em mà đi nhanh sớm chút xíu á, em vượt đèn đỏ là lên trên đây bị lụm liền. Rồi chậm chậm lại nè, coi mấy ảnh đi ra nè. Không? Thấy chưa? Chỉ cần mình vượt đèn đỏ là lụm, còn mình đi đúng rồi không sao. Thấy rõ ràng không? Đó, hai xe đó thấy không? Gọi là mắt thần. Hiểu được vấn đề chưa? Và thứ hai, em bỏ cái thói là mình có thói quen giống như xe máy. Có người ngộ lắm nha, xe máy người ta còn 5 giây đèn đỏ ở sau bóp đèn. Ngộ vậy đó. Và thứ hai nó cái cũng canh đèn á, đi. Thấy không? Rồi đi xong cuối cùng mình vô tình là mình vượt đèn đỏ. Rồi thôi mình sẽ kết thúc video clip ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn có những trải nghiệm lái xe tốt hơn. Và những kinh nghiệm này các bạn phải đi tập, các bạn trau dồi thêm. Và có nhiều bạn giống như mấy xe anh nãy đúng không? Hai chiếc anh vẫn chạy lái tốt bình thường ha. Nhiều khi người ta lái lâu năm luôn nhưng mà kinh nghiệm người ta chưa có, hoặc là bị che phút tầm nhìn thôi. Thấy không? Thì các bạn lưu ý đây, mình đây mà nhiều khi mình sơ ý mình còn bị dính nữa, nói chi các bạn. À, cũng đèn đó.
Ok mọi người nha. Rồi thôi bye bye cả nhà. Cảm ơn nhà, nhớ cho mình một like, được đăng ký kênh, bật chuông thông báo để đón xem những video mới hay hơn, và có những trải nghiệm lái xe tốt hơn, an toàn hơn, những kinh nghiệm đường nhiều tuyến đường cho các bạn. Và một trong những cái tuyến đường quốc lộ 51 cực kỳ khó chịu cho các bạn mới. Rồi bye bye cả nhà.